xíu thôi mà đi từ sớm tới giờ cũng chưa có chịu gì nữa. Giờ này là mấy giờ rồi? Tôi không biết đi đâu nữa. Sao tôi nghi quá à? Ủa bà xã, bà xã nó xấu gì anh đó? Anh đi đâu mới về đó? Thì anh đi... Đi đâu? Anh đi chài tôm chứ đâu. Chài tôm? Sao tôm đâu? Anh bảo với em rằng anh đi chài tôm. Thiệt mà. Anh đi từ năm ngoái đầu hôm. Gì dữ vậy không biết nữa. Mà giờ đây lòng vòng lẫn quân, miên lem nhem trong mà bắt chán chán chán. Ôi thế ai còn hăng. Em không nể nang gì anh đây thật sao? Nể cái gì mà nể? Suốt đêm dầm lạnh lẽo giường bao. Làm một ly cho lòng xuôi ấm ấm ấm. Em chẳng thương còn hầm. Nghe hỏi nè. Tôm đâu ơi anh? Tôm hùm hay tôm càng xanh? Chài được mấy ký hơi anh? Eo ơi vợ tôi, tôm bạc tôm đất đà vui. Mấy chục con xú còn tươi. Để anh ra đi anh lấy. Lát nữa em mà trông thấy, chắc em mê liền anh thôi. Không có dám mê đâu. Em đi với anh cùng xa nơi đi nghe chịu hôn. Anh mang chai em xách đục về. Lừa dạy con em ngồi em nướng. Mình khê kha nhắm nhi cho sướng sướng sướng. Đi lít cho tròn. Biểu nè. Hả? Ông xã nói ông xã đi chài tôm. Mà tôm đâu? Tôi không có thấy gì hết trơn vậy. Thì anh nói với bà xã rồi đó. Anh để tôm dưới đìa. Trời ơi bà xã ơi, tôm kỳ này bự lắm. Tôm lợi một không à. Em thấy là em mê liền đó. Ê, bây giờ anh còn định đi đâu nữa đó? Thì anh đi xuống đìa anh lấy tôm cho em. Rồi sẵn anh đi chài nữa. Cái gì? Anh đi chài nữa hả? Ừ. Thôi đi, tôi không có cho ông đi đâu. Sao vậy? Lạnh lẽo giường bao. Vừa về đây dừng chân phục chân. Làm một ly cho lòng xuôi ấm ấm ấm. Em chẳng thương còn hầm. Già đi anh lấy, lát nữa em mà trông thấy, chắc em mê liền anh thôi. Không có dám mê liền đâu. Em đi với anh cùng xa nơi đi nghe chịu hôn. Anh mang chai em xách đục về. Lừa dạy con em ngồi em nướng. Mình khê kha nhắm nhi cho sướng sướng sướng. Đi lít cho tròn thương.
và nàng chồng vợ chỉ hoài công như gió tội bên sông chữ đông đành tan ra. Loài dưỡng quỷ yêu ma xảo trá chớ nghĩ tình vàng đã qua đôi cho già thêm buồn thôn lần. Muốn có sông thương nước chẳng xuôi, ngàn phát lũ mưa tuôn loạn cuộc đời nho sĩ. Ta gieo nghiệp dữ gì mà phải phiền lụy giao thân. Những tưởng cưới vợ hiền là xây đắp hôn nhân, nào ngờ đâu số bạc phần phải sống gần yêu nữ. Trời ơi, chôn điểm cả tương lai không danh đành gãi đổ mãi mãi quan thù đi dùng tà tâm hại người. Phố mưa xe cơ chuyên vô hoàng thiên bạch diêm tôn chánh, sao ca xây tương lai mơ ngày mai cùng hương yêu đắm say. Lời mong cầu tôn lan đừng dèo bao đắng cay dòng thề, đường về miền sơn khê từ nay tràn niềm đau thương tâm người đã gieo đoạn đường. Nhất gia đồng sàng chung giái, nhất nhật phu thê dù quan trai chẳng thay lòng. Dưỡng tình tu luyện dài không, làm sao mối dài tâm đồng cùng ta. Người già tu Diên tôn lang, nếu quả thật nàng là tiên nữ, thọ quan tình gì nghiệp dữ phải mang. Gươm chiếu yêu minh kinh dặn an thân tôn lang. Còn nếu nàng là dưỡng tinh thì thoát thoát khỏi cảnh lộ trình quần cốt. Tôn lang, nàng hãy xem đây. Tôn lang, thực nàng là dương tinh à. Trời ơi, con gì mong từ đây bạch di ngươi chính nàng gây nên gieo khổ đau nghiệp quan đã rõ ràng thở than chi ơi nàng ơi. Tôn Lan, chàng đừng Tôn Lan ơi, nhìn đi. Oh!
tu thầm dần kẻ giống tình. Lệ mặn thấm bờ môi chưa thoát riêng mình. Sư mẫu ơi tội sai lầm thảm hình con điên lạnh. Một lại tạ từ thầy canh chánh đoạn trường ly. Tay con đã nhúng chàm đằng chất những sầu bi. Người ta hại con rồi còn gì toàn thân sống. Lời thông tiếc kêu thầy ơi đành tuyệt mạng. Trần thế mỏi mòn trong tiên cảnh khó tương phục. Lòng sao xuyên nhớ lời
mấy mươi năm nghĩa tình sau trước dần dần Năm 75, tôi hành quân về miền Đông đất đỏ.
đánh trận Bình Dương, tiêu diệt bọn xâm lăng. Lòng bỗng nghe điều nặng ân tình, em ngã xuống tôi nghe tim mình rì. Yeah.
mặt vẫn trắng cô lè đứng bên ngoài. Vẫn vẫn bên tai tiếng chim nhạc lá cồi, em đâu biết giữa đêm trường lạnh lẽo có một người đang dõi mắt qua sông. Ánh đèn vàng hiu hắt trong đêm xui em trăng trở giữa căn phòng cô gian gác trọ về khuya buồn tinh lặng gợi lại trong mình sau
kẻ xoay tỏ nỗi buồn dấu kín trong tim. Cơn mưa đầu mùa vội vã qua nhanh, giọt mưa buồn nhẹ rơi trên trang vắng. Nhìn giọt mưa anh ngỡ rằng anh mắt em đang nhìn anh trong mẹ thẹn thùng. Giải phóng vài năm, ngoại gã má về Cán Dao. Những chiều biển đông ra ngò sao, lòng nao nao ngoại trông về nơi. Ngoại khen ba biết lo làm ăn chất phác, nên gật đầu nhận cao trầu sinh lễ của ba. Rước má về với U Minh nước đồ, con cá quậy đuối hương tràn thoảng đưa trong gió. Rồi câu giọng cổ ngày xưa, câu hát đông đưa ý tình bên sông dân. Chúng con lớn lên trong mái nhà dột mưa che nắng, cực khổ gian truân hạnh phúc lẫn vui buồn. Lần đó má sanh thằng út, ngoại đến thăm giữa mùa nước lụt mưa dầm. Ba lấy chiếc đệm cũ che chỗ má nằm, ngoại chạy tìm
tìm mấy cái thao hứng nơi mưa dột. Ôi mơ ước một căn nhà thành nổi khát khao. Sự thật đây rồi mà cứ ngỡ chim bao. Hôm những căn nhà đại đoàn kết má nghẹn ngào rơi nước mắt. Nghĩa đáng tình dân thủy chung son sắt đùm bọc sẽ chia dịu dắt lúc nguy nan. Ngoại ơi, ngoại đâu rồi? Ngoại ơi, ngoại đâu rồi? Chàng vẫn bao cảm xúc như đang đối diện với tình yêu sao xuyến thuở bao đầu. Dòng sông quê ai đã nói ngược cầu
ngang từ sống chài quê ngoài qua bên Minh Kiều nghe trăng nước dệt thành Cần Thơ gạo trắng nước trong ai đi đến đó lòng không anh không nên về bởi nước trong gạo trắng hay bởi mắt em cười sao xuyến ca mơ
phải tai ương do thủy thần giận dữ, nên qua phép cuồng phong tạo thành giông con.
Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tằm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rủi ít ngóng trông vui cùng pháo đỏ rượu nồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần. Xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vinh canh lọc những bâng khuâng, xuân này chắc gặp tình. Giùm em vỏ bông vô cúng Phật đi anh. Chào em, cô gái bán hoa. Dạ, em là cô gái bán bông chứ không phải bán hoa anh. Bông hoa giống nhau mà. Em biết vậy rồi, nhưng mà kêu cô gái bán bông nghe dễ thương hơn, chứ kêu cô gái bán hoa kỳ lắm. Xin lỗi anh quên. Dạ, anh mua giùm em vỏ hoa này nha anh. Trời ơi, cái vỏ hoa này còn tươi quá trời, đẹp quá trời, bông đều đều hết trơn. Anh mua lễ Phật đi anh. Ừ, cảm ơn em. Mai mà em nhắc chứ không thôi anh quên. Hồi sáng đi lu bu quá trời à. Vỏ bông đẹp thiệt. Đẹp không anh? Vô lễ Phật linh lắm đó nha anh. Ừ. Rồi, để anh trả tiền cái này. Anh ơi, mà tụi em phụ nữ, gái đi chùa còn biết cầu này cầu rõ, chứ còn anh đàn ông trai vô cầu gì ta? Trời ơi, đàn ông con trai cũng biết cầu khấn chứ. Ví dụ đầu năm á, anh chỉ cho em nghe, đầu năm á là mình vô á, mình phải cầu xin cho cha mẹ mình nè, được sức khỏe nè, sống lâu trường thọ. Nói vậy anh còn cha mẹ hả? Còn, anh được cha mẹ con đầy đủ. Trời đất ơi, có phước dữ lắm đó nha. Còn cha còn mẹ là có phước hơn người ta. Bây giờ em nói anh nghe nè, anh là đàn ông con trai. Đúng rồi. Trai thời trung hiếu phải làm đầu. Hay á. Bởi vậy em nói bây giờ anh phải mua bắt gái con bó nè, bắt trai con bó đó. Vậy vô cúng Phật em tính vậy á. Cha mẹ cúng chung bó được rồi. Đâu có được, anh phải cúng cho cha con bó, mẹ con bó mới được. Cầu mỗi người riêng ra chứ. Ờ ha, em nói cũng có lý. Vậy hả? Anh có hiếu quá hà. Vậy thì anh ơi, bông hoa này anh hãy cầu cho cha được sống lâu vui cháu con một nhà. Còn thêm bông này đây cầu ơn trên, cho mẹ kính yêu luôn thân thế khỏe mạnh, công ơn người dưỡng sanh suốt cuộc đời chớ quên. Nghe mấy lời cô em vừa tỏ phần, ăn thấy tâm hai chúng ta thật gần. Mẹ cha ơn nặng con trọn đời khắc ghi, để cả non cao không thể so sánh được. Hai bông này kính dâng cầu an lành cho sống thân. Ủa, mỗi lần đi chùa mỗi lần khó, không lẽ anh cầu cho cha mẹ không vậy hả? Đâu có, anh cầu cho anh em anh nữa chứ. Cầu cho anh em luôn. Ừ. Mà anh có mấy anh em? Anh có ba anh em á. Ba anh em? Ừ. Ba bó. Ba bó nữa. Ba bó nữa. Dạ. Ba bó đi. Thêm ba bông nữa cho tình thân, ba anh em sắc son vững vàng. Ừ. Không có ai đòi chia tài sản, dành phần lớn còn người khác thì ít. Cũng không ai hỗn hào mà với ai, gia đạo luôn an lành. Ai cũng vui, cả nhà cũng vui. Thêm có ba bông mà cả nhà đều vui vẻ, anh thấy không? Em nói cái gì cũng có lý hết trơn á. Mà sao kỳ ta? Ở đó sao bắt gái đẻ thì có ba người, phải chi bẻ tám chín người cho mình đỡ chứ. Hồi nhiêu đó là nuôi mới là học hành được nè ha. À, với lại ăn uống đầy đủ nè, chứ đẻ nhiều hả? Trời ơi khổ lắm em ơi. Mà ta nói công nhận anh á, anh là một cái một tâm dễ sợ luôn, em nói anh nghe đó, em thấy rõ ràng luôn đó. Cảm ơn em. Đi chùa mỗi lần đi mỗi lần khó, mà anh chỉ biết cầu cho cha mẹ với cầu cho anh em, mà anh quên cả bản thân anh luôn vậy đó hả? Đâu có, cũng có cầu nguyện cho mình chứ. Anh cầu nguyện cho anh có sức khỏe nè, rồi công việc làm ăn được thuận lợi nè. Vậy là anh có cầu cho bản thân anh nữa hả? Có chứ. Cầu sức khỏe nè, cầu cho công việc làm ăn có tài lộc phải không? Ừ. Hai chuyện, hai bông nữa. Ủa, phải hai bông nữa hả? Phải rồi, ông bà mình đã dạy, có thực mới dừng được đạo mà anh.
vậy thì một phong để anh cầu cho tài lộc ào ào. Có nhiều tiền hơn anh về báo hiếu cho mẹ cho cha. Còn nếu có dư giả anh sẽ góp phần để làm việc nghĩa, giúp đỡ người nghèo đem niềm vui tới cho mọi nhà đón xuân. Quả là hai ta tuy không họ hàng mà chung một tấm lòng. Anh cũng như em lúc nào cũng muốn chia sẻ tình thương. Người trong một nước lẽ nào chỉ riêng mình sung sướng, khi xung quanh mình vẫn còn đâu đó nhiều người khó khăn. Em nghe anh nói vậy em mừng muốn chết luôn. Công nhận cái tâm anh lớn quá trời quá đất luôn vậy đó. Trên đời cần chữ tâm trước mà. Mà anh ơi, bây giờ còn có một chuyện này nè. Anh muốn làm ăn, đã đi làm ăn thì anh phải ra đường phải không? Đúng rồi. Mà ra đường thì bây giờ là nói chung là anh phải cầu cho cái sự bình an đi đứng của anh nó được tốt đẹp chứ. Ờ phải ha. Bây giờ á, có nhiều người sao anh thấy không có ý thức á. Người ta uống rượu nè, say xỉn nè, đua xe lạng lách nè. Nhiều khi đi ra đường á, không biết bữa nào á, xui xui à, gặp ông nào ông xỉn xỉn á, ông lụi vô cái chắc nhiều luôn quá. Bởi vậy giờ anh phải mua thêm bó bông để cầu sự bình an đi đường may mắn anh ơi. Dạ. Vậy anh hãy cầm thêm một bông này để cầu bước chân luôn may mắn trên mọi nẻo đường xa, đi đến nơi an toàn, về cũng trong yên lành. Dù gặp ngày bão giông được anh đi dần gặp nạn tai, không bị xe tông vào, không bị văng xuống cầu, không bị sụp hố ga, không bị theo tùm lum nha. Cảm ơn em đã nhắc nhở anh, chứ nhiều khi á đầu óc anh á lo làm ăn quá anh quên. Trời ơi, đầu năm em được người như anh thì có cái tâm lớn rồi, cúng cha cúng mẹ cúng anh cúng em cúng cho bản thân mình tá lả âm binh vậy. Em bán được em cũng cảm ơn anh. Không có gì, em biết không, nói chứ mình á đi á mình cũng không phải cầu cho gia đình mình không đâu, cầu cho sức khỏe mình không đâu, tại mình sống á là với cả một cộng đồng nữa. Bởi vậy anh còn cầu nguyện cho Bách Gia Trăm Họ nữa đó. Anh cầu nguyện cho Bách Gia Trăm Họ. Ừ. Bách là trăm, trăm họ là trăm, như vậy là phải 100 bông nữa. Trời ơi, trời ơi, em còn có mấy cái là để em gọi điện thoại liền cho anh nha. Trời ơi, trời ơi. Alo, alo Dân hả? Ồ, trời còn bông không? Lấy giùm tao trăm bó coi mày. Có mỗi lớn, Bách Gia Trăm Họ. Bách Gia Trăm Họ. Mỗi họ 100 một bó. Ờ, lại liền nha, 5 phút lại liền này bất hối nha mày. Lẹ lên nha. Rồi, anh yên tâm, 5 phút nữa thôi 100 bó bông sẽ có ngay trước mặt anh. Ờ, nhưng anh sợ không có đem đủ tiền. Anh đừng có lo, hồi nãy giờ buôn bán với anh như vậy em cũng tin anh dữ lắm rồi. Nhìn mặt anh em cũng tạm tin. Không sao, có gì chuyển khoản cho em sao ha. Em có số tài khoản em cho anh. Ừ, cũng được. Đâu có sao đâu, anh buôn bán mừng ăn mà anh phải có qua có lại cho nó vui vẻ vậy mà. Vậy thôi anh đi nha. Khoan 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 anh, nãy giờ quên, em quên hỏi anh, anh có vợ chưa? Chưa. Chưa có vợ hả? Như vậy thì anh cũng phải cầu chứ. Nếu mình chưa có vợ thì mình cầu mình có gặp tình duyên đưa đến cho mình chứ anh. Cầu nữa hả? Chứ sao, em còn một bó nè, nè. Em còn một bó, bây giờ anh mua cái bó này, anh cầu tình duyên. Hả? Người sẽ bên anh trong suốt cuộc đời là bạn đồng hành, cùng chia sẻ buồn vui. Người con gái ấy ở nơi nào, còn tươi trẻ hay đã lỡ thời, và tính tình nhan sắc ra sao cũng phải cho tôi lựa chứ đúng không? Nguyệt lão xe duyên chẳng biết trước đâu, anh hãy nguyện cầu. Từ lâu tôi đã mong chờ, nhưng cô nào cũng chê tôi khờ. Một cành bông sẽ giúp anh đạt thành ước nguyện, mong gió xuân đưa đường dẫn lối cho anh gặp được giai nhân.
mà thấm môi cười. Xin lỗi là thú thật, tôi không phải là họa sĩ tài hoa. Có niềm tin thì ước mơ sẽ đến như mùa xuân luôn rực rỡ sắc thái vàng. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền Việt thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp mây, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Trên bước đường danh lợi rồng mây, duyên vừa đẹp ý đắp xây, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Niềm tin như lửa trong tim anh nên giữ cho nó luôn cháy mãi. Đúng rồi, nếu nguyện cầu mà chẳng có niềm tin thì lời nguyện ấy khác gì mây bay gió toàn. Cảm ơn em đã cho tôi niềm hy vọng để thấy cuộc đời đang ngập nắng tương lai. Mình có duyên nợ gì hay không nghe, mà sao hôm nay đi lễ chùa tôi lại được gặp người chi âm chi kỷ à? Em chỉ là cô gái bán bông ngày Tết, trao đổi thâm tình trong câu chuyện đầu năm. Đâu có sao, thật sự nãy giờ đứng nói chuyện với cô với em á, tự nhiên thấy nó có gì nó cũng hơi lạ lạ. À, từ xưa giờ không có dám đứng nói chuyện với gái lâu gì không? Trời ơi, vậy là em may mắn dữ vậy đó hả? Yeah, nếu mà tôi mà gan gan tôi đứng nói chuyện với gái lâu á, tôi đâu già đâu ế tới giờ. Dạ, nhờ nói chuyện với anh lâu vậy mà em bán hết thúng bông của em rồi đó. Không sao, mua ủng hộ cho em cũng được, dạ. Coi như là mình có duyên. Dạ, em cảm ơn anh. À, thôi giờ anh đi vô thắp nhang để đi về gặp ba mẹ, chúc Tết ba mẹ. Dạ, em cũng vậy, em cũng phải vào em lễ Phật chứ. Thôi chạy đi luôn. Anh em nói nghe nè, em cũng đi lễ Phật mà bán bông cho anh hết trơn rồi. Giờ ông ấy anh cho em xin lại cành cho cha cho mẹ, cành cho anh cho em với cành cho em nó được không anh? Ủa có vụ này luôn hả? Dạ tại vì anh mua hết của em rồi, em đâu còn bông đâu mà em cúng Phật. Mà giờ em mua lại hả em xin? Em xin đầu năm anh hoan hỷ anh tặng lại cho em mấy cành bông đi. Trời ơi cha mẹ ơi, không lẽ con khờ suốt đời sao trời? Nhưng mà không sao, bây giờ có khờ trước mặt một cô gái mà hiền hậu dễ thương như em, anh xin nguyện khờ suốt đời luôn á. Dạ. Thôi đi vô cúng Phật đi. Dạ anh ơi anh, nãy giờ nói chuyện vậy chứ đóng bông này em chưa tính tiền anh á. À quên ha. Nhưng mà không sao đâu, bây giờ mình vô mình lễ Phật trước đi, lát ra mình tính sao anh ha. Vậy đi nha. Đầu năm cuối năm gặp mây, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Trên bước đường danh lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắp xây, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắp xây, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Đường xanh lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say.
ôm nàng xuân đẹp vào tay. Chiều che nắng trong tắm nắng, những buổi
chung dòng suối
cảnh sắc nên thơ Ninh Kiều duyên dáng. Bước xuống du thuyền nghe bài vọng cổ du dương, chạy tới cái răng ghe ngàn ba láng. Dạm sáng tôi yêu phong điền, tôi nhớ lò vòng cung anh dùng cùng dẫn chiếc áo bà ba với mái chèo lướt sóng. Cần Thơ ơi Vinh Hiên quay hùng
chiều nay ngắm nắng qua sen nước hồ như có bóng em đợi chờ nhớ anh mấy nước thơm thơ hỏi dòng sông Hậu bao giờ gặp thì xa chỉ cánh chiều nay đẹp quá nụ hoa hồng còn em nghe trinh nguyên anh nhớ về em nhớ tay đó yêu dấu giời biết bao kỷ niệm đêm đêm năm tháng chẳng phai mờ tình nghĩa quê hương như tình đôi ta vẫn muôn đời chung suy nghĩ chung một bên bờ hạnh phúc tương lai. Đi. Ở Mỹ hả? Mỹ khỏe không? Em khỏe không? À vậy hả? Rồi lúc nào anh cũng nhớ em. Ừ thì bữa nay hẹn nè. Đó bởi vậy anh nói em rồi. Hẹn bữa nay. Anh đứng từ sáng giờ. Em đâu? Bởi vậy tôi nói khổ ghê. Bữa nay nè không còn lúa nữa. Đến đây gặp em là tôi không hết. Không đeo, còn đeo, cái lúa đeo. Nào hết trơn trời á. Đeo à, mấy em trong xóm đừng nhiều chuyện. Trong xóm đừng. À đeo à, thì bây giờ em muốn gặp anh không? Đeo Mỹ nè. Hả? À. Anh làm gì làm nhảm vậy? Em đứng đây mà nói chuyện với ai vậy hả? Ở không, nói khơi khơi chứ đâu có nói ai đâu. Trời anh sang quá ha. Hết chuyện điện thoại di động mà nói cả buổi vậy đó hả? Bằng mũ. Điện thoại mũ. Em tại sao? Tại sao mà hẹn anh? Em biết giờ này mấy giờ không? Nè, anh không còn mặc đồ bà ba. Em không còn chê anh lúa nữa. Bữa nay nè, sẵn đi đám cưới ở xóm trên. Anh mặc đồ này ghé qua thăm em. Em có nói chuyện với ba má em, cái chuyện trời của anh với em chưa? À, anh kiếm em chi vậy má em? Ba biết ba đánh em chết luôn á. Anh biết chuyện đó, nhưng em phải tính cho lẹ chứ. Tại sao mày cứ cho kéo thời gian hoài làm tính sao mà? Nhưng mà tính cái gì mới được chứ. Chuyện gì? Em không biết chuyện gì à? Chuyện gì? Cái chuyện tình duyên đó mà em không biết à? Cái gì? Tình chuyện duyên. Tình duyên. Ờ. Trời. Tại sao em không tin? Em chờ cái gì nữa? Mỹ, anh nói em nghe. Em nhìn kỹ lại em đi. Em đâu còn nhỏ. Em 19 tuổi rồi. Anh 20, tới tuổi cặp kê rồi. Nhưng mà anh à, nói đi. Anh ơi, cái chuyện tình duyên phải đâu một chiều, phải đâu một sớm à. Thương nhau đâu phải một ngày về bên nhau, nào chỉ sớm mai. Còn thương em anh nhớ cho những tháng ngày mình còn hẹn hò. Còn thương anh em nhớ cho lòng nôn nao đợi ngày bên nhau. Còn thương anh em nhớ cho lòng nôn nao đợi ngày bên nhau. Ai hẹn ước chi đâu mà anh nói nợ duyên duyên nợ. Dù cho em lỡ thì lỡ lứa, nhưng cái chuyện nhân duyên cũng đành chờ đợi bản tình chung hợp tâm đồng. Vui chi chẳng đơn cùng còn hơn gì mong đồng sàng. Không lẽ bây giờ em phải nhắc cho anh nhớ chứ. Em với anh quen biết nhau hả? Chỉ có hơn một tháng nay thôi hả? Vậy mà anh lại đòi duyên nợ liền tay. Có phải chăng là chuyện ông bước qua đường nên anh mới tính thiệt tình thương gấp gáp quá chừng à, làm cho em khó xử.
hồi xưa thật là ông bà mình đã nói. Ông bà mình nói sao hả? Ông bà mình nói vậy nè: duyên cái duyên tạo phùng, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để qua lâu ngày. Thời phí công trình bao tâm lực dựng xây, ai biết được duyên tình hậu hơn. Em ơi còn thời đại bây giờ thì tên lửa mái bay, điện thoại cầm tay, rồi quét cam nào vô si chát để mà chậm chân thì chim sáo chim quyên bay mất nhanh tay lẹ mắt mai ra còn hy vọng chút duyên hơn. Trời ơi, anh đứng ngồi không yên khi xung quanh em có lắm kẻ lưỡng lờ. Trời đất ơi, nào là cái thằng á móc á còng lãng lấy, rồi cái tay lái xế hộp dung dậy lắm đô la. Chắc anh quên kể cái ông phó giám đốc Hào Hoa, rồi anh chàng thủ quỷ cứ kiếm cớ đi ngang qua bàn cô thư ký hoài hả? Đó, hồn. Em thấy không, toàn là những kẻ mưu ma trước quỷ lắm bạc nhiều tiền, anh giàu rỉ lắm em ơi. Em, tại sao anh nói như vậy mà em không hiểu anh nữa à? Anh thua người ta cái gì hả? Hay là em biết một ngày anh phone cho em 10 cuộc, chưa tính tới email. Anh mail cho em 6-7 lần, em không bao giờ trả lời với anh là sao? Nhưng mà... cái gì? Anh biết em coi anh thường lắm, anh không bằng người ta. Người ta giao, người ta có ăn còng, ăn móc. Trời ơi, có điện thoại cầm tay. Trời ơi, tôi điện thoại bằng mũ. Em không thích cái gì? Em quay xe hộp, được. Không em, có. Em muốn vậy, anh chiều. Anh chiều em hả? Anh là cái gì? Anh sẽ chiều em, anh sẽ bán hết ruộng đất, nhà cửa. Để làm cái gì? Mua xe ba bánh cho em. Cái gì? Ơi, chơi là chơi tới bến luôn anh. Trời đất ơi là trời. Trời cái gì nữa? Còn tính anh khủng bố em hay sao vậy? Nhưng mà tại sao em không chịu? Em nói cho anh nghe nè, má của em nó bảo không có chịu anh đâu. Bảo đặt đâu là em phải ngồi đó thôi à. Em không có chịu anh đâu. Anh đi về đi mà. Ngồi cái gì mà ngồi? Về đi em. Em ơi, cái chuyện tình duyên đã qua một thời, đặt đâu ngồi đó. Chứ thưa cha thưa mẹ một lần rằng tự dưng lòng thấy bâng khuâng. Chiều nay tự dưng nhớ em, nhớ những ngày mình còn hẹn hò. Chiều nay má em ửng hồng, tự dưng biết cái người yêu em. Chiều nay má em ửng hồng, tự dưng nhớ kỷ niệm bên nhau. Em ơi, em hỡi em ơi, em à, áo mặc qua đầu là áo có khuy có nút. Con thương mẹ thương cha là con biết chọn lựa bản tình chung đẹp ý gia đình. Ai nói vậy? Có phải anh không? Là con tim anh rộn rã cất tiếng lòng mình. Chớ em thấy không, đã qua rồi cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cái chuyện duyên tình cha mẹ cũng không nỡ khắc khe. Thì cha mẹ có khắc khe hồi nào đâu, chỉ tại vì lòng của em còn đang bối rối à. Kỷ niệm bên nhau sáng trưa chiều tối, anh đã san sẻ cho em hết trọn nguyên ngày. Nhưng mà anh ơi, biết sao không? Anh ơi, cái chuyện tình duyên phải đâu một chiều, phải đâu một sớm à. Thương nhau đâu phải một ngày, về bên nhau nào khi sớm mai. Còn thương em anh nhớ cho những tháng ngày mình còn hẹn hò. Còn thương anh em nhớ cho lòng nôn nao đời.
rồi ngày bên nhau. Cái chuyện tình duyên đâu còn có đó, anh về đi rồi mai kia em sẽ trả lời. Em hứa rồi nghe, không có được nuốt lời đó nghe. Em không có hứa sẽ yêu anh đâu á nha. Nhưng nếu một mai ý hợp tâm đồng thì nên vợ nên chồng là cái chuyện tình duyên. Thưa quý vị và các bạn, bài ca cổ Chuyện Tình Yêu do nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ và giai thoại Tấn Bèo thể hiện vừa rồi đã khép lại chương trình quà tặng cổ nhạc kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt. Dạy bổn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao vì sắp rốt đời. Vì đây là đời hạ nguyên, nên đức thầy không dạy cao xa khó hiểu, mà dạy chúng ta chữ nhân chữ nghĩa. Chỉ cần giữ tròn cái đạo làm người, đó cũng là chữ tu đó vậy. Trong tâm thì chứa chữ gian tà, chứa
chẳng chưa tấm lòng bác ai. Học chữ nghĩa cho thông cho thái, đặng xuê sang đại ca xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng làm câu quyền bí chúng dân ơi.
Thank you.
là người trai năm cũ. Qua biết bao mùa tháng nay anh trở về đây vui nhớ nhà. Phải không em mùa trắng chờ đợi em? Trăng không phải là người mà trăng biết chờ biết đợi, còn cô lái đò có chờ đợi không? Em chỉ là cô gái chèo đò đưa khách sang sông, đâu ước mơ có người để nhớ mà thương. Thôi, xin mời anh sang sông. Đừng bỏ giữa dòng lạnh lắm người ơi, đò ơi tôi chẳng có biết bơi, nhưng tôi biết lội đến nơi dây đò. Đùa chi anh làm em bối rối, thôi hãy sang sông. Anh chèo với em được không? Có sao đâu, mời anh xuống chúng ta cùng chèo. Hò khoan ơi hò khoan, trăng sáng trên dòng sông, in bóng hình chúng mình trên sông. Mặt nước lung linh in bóng hình đôi lứa, tiếng mái chèo đua reo vui như chào đón hạnh phúc đôi mình. Đất nước bình yên ta xây hạnh phúc gia đình, để con đò chơi chơi có bến đầu. Đậu nơi này có được không em ơi? Bây giờ anh mới nói yêu em thì biết ai làm chứng cho duyên của đôi mình. Anh thề dưới ánh trăng kia, mong trăng làm chứng sẽ cặp bến xin mời em theo. Gió mưa mai nóng dần hay, con đò có bên nhớ ngày tiễn
dài trong tâm trí tiếng mưa rơi nghe tê tai lành riêng mình. Xin cảm ơn.
và dòng sông ngọt ngào tươi mát. Lại rồi Bến Tre, sao không gọi Bến Dương? Ơi Bến Tre với những rừng dừa xanh tươi, hãy kể ta nghe người có từ bao giờ. Khi ta lớn lên đã thấy dòng sông Hàm luôn tươi mát đôi bờ. Bên dòng sông ấy những xóm làng chùa mật ôm ấp hàng dừa xõa tóc nhìn thấy tre chỉ thấy bên thấy dừa thấy sao gọi Bến Tre mà không gọi Bến Dừa người hơn. Cài thăm chiếc nôi làm giang dày đất trời. Trên dòng Hàm luôn những ngày xưa ấy, vì máu bao người yêu nước thương dân. Căm giận kẻ thù tàn ác dã man, Bến Tre đã sản sinh ra đội quân tóc dài anh dùng. Bao chiến sĩ quên mình vì cuộc sống và những cô gái can cường làm nên gian đinh Bến Tre.
sáng sớm thôn rộn vang tiếng hát, nó ấm từ đây bền đâu ha cùng cả cuộc sống chan hòa. Rừng tre xưa giờ không còn nữa, chỉ còn lại đây bát ngát những dừa. Không thấy tre chỉ thấy bên thôi, mà dừa như biển dập dờn cùng sông lam. Và mãi mãi cội nguồn còn đó, thì ngàn đời tên vẫn gọi bên trong.